Đó, bây giờ bà con cô bác làm ơn cảnh giác, ngày là con nó mãi kìa. Bé này đội tiểu quỷ Thanh Hải mới cứu về nên mọi người còn còn mệt, nói chung từ giáp Thái Lan Campuchia xin làm trên mạng việc gì lương cao nên mọi người không nên xin việc làm trên mạng bà con, hoặc là không nghe là bạn bè mình, bạn bè nó qua Campuchia là nó bán mình à. Bạn mình, chính bạn mình là bán mình chứ không ai bán mình hết à. Nên mọi người là bận chia sẻ giúp giùm để mọi người cảnh giác với câu đó ra đây nói ngoài nó mãi. Bà con cô bác là bận coi kênh hiệp sĩ Nguyễn Hải để cảnh giác những vấn đề này, rất là nhiều người hiện nay là ngày nào cũng cứu người không chia, ngày nào cứu người không chia, nên mọi người hãy chia sẻ. Đây là gia đình Tư ở ngoài Bắc vào để nhờ chú Hải cầu cứu nè, Tư và Thanh Hóa đó, đó bà con thấy không đó. Bây giờ rồi thôi để anh, bây giờ bé cho hỏi thăm để anh hỏi trả lời, anh là MC. Dạ Rồi vâng. bây giờ bé cho chú hỏi thăm là bé họ tên gì, bé hỏi bé bé quê đâu, quê Tuyên Quang hả, quê Tuyên Quang phải không, Dạ. rồi lý do sao con qua bên công ty bằng đường nào, con xin việc làm ở đâu, con nói cho rõ để cho mọi người cảnh giác thấy không. Dạ, con từ Hà Nội. Rồi Con xin vào đây làm thủ kho. đậu kho xin lên mạng hả, Dạ vâng, đúng rồi ạ. trên mạng để là thủ kho là giá lương nhiêu một tháng, lương 7 triệu một tháng, rồi xin vào miền Nam. Miền Nam là chỗ nào, nó để chỗ nào? Nó đưa cháu đến đoạn chỗ bến xe An Sương, Bến xe An Sương rồi sao nữa? rồi sau đó nó thay đổi xe và Rồi chở cháu sang Nội Bài, Rồi sang biên giới. Và lúc đó thì bọn cháu cũng có hỏi là tại sao đổi xe, À nhưng mà bên đó thì chỉ có nói là đi đổi xe bình thường thôi, không có gì đâu, nhưng Ờ bọn cháu vẫn xin tiền à, ổn định. rồi sao nữa, Rồi sau đó khi sang biên giới à, thì họ cho người vào xe và có đe dọa, đi gọi sao, là không được kêu lên, không được nói. ừ, Và lúc đấy là họ là người Campuchia à, đó, và họ dùng dao và dùng súng đe dọa. dùng dao dùng súng đe dọa luôn hả, Dạ. ghê vậy, dùng súng đe dọa đi đến đâu, đến đứa không một bài đi đường nào qua đừng chui hả, Dạ. chưa con có bánh bò gì không, hộ chiếu gì không, Con có mỗi căn cước công dân với lại à bằng lái xe, nhưng mà à họ giữ nó rồi. thì bằng lái xe cứu cho nó giữ anh hả, Vâng, giữ hết ạ. sao rồi bây giờ là múc là sao bằng lái mình có còn hồ sơ gốc nhà không, Dạ có. à, Có hồ sơ gốc. à, có sơ gốc nhà thì được ha. Rồi qua bển rồi nó đưa mình đi, rồi nó bắt mình làm cái gì, Dạ, nó bắt mình làm app lừa đảo cho nó họ. lừa đảo là đưa hình nữ đẹp gái hoặc là đàn ông thành đạt hay sao, Dạ đúng rồi ạ. Họ và sẽ cho mình đóng là nhân vật ừ. là một cô gái hoặc là một chàng trai hoặc là một bà mẹ đơn thân để lừa các bạn Lừa bằng cách có nào, lừa bằng cách nào, lừa bằng đó là tức là họ sẽ cho mình quay thử, rồi cho mình cảm giác là được trải nghiệm, sau đó sẽ đánh vào lòng tham của mình và đánh đánh. lòng tham là có người ở bên Việt Nam phải không, đó Dạ cái người vâng. lòng tham mà người mà mời phải không, mời tiền phải không, Dạ vâng, rồi đúng ạ. lúc đầu nó cho mình ăn vài ba trăm vài ba triệu phải không, Dạ rồi mình vâng. mời cái mình bỏ tiền ra nhiều phải không, Dạ vâng, và cũng đánh vào đoàn tình yêu nữa ạ. là nó kiểu đó sao nó kìa, Ví dụ như cháu sẽ đóng là một nhân vật là từ đang là du học sinh từ Nhật Bản và sắp trở về nước. Rồi sau đó tìm một chàng trai để nói chuyện. Cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là nhiều người mắc bẫy. Dạ. mắc bẫy là mắc bẫy sao, Mắc bẫy là đó là về tình cảm, rồi sau đó là về vào app, rồi sau đó đưa vào app. rồi Nếu mà trong khi mà được vào app, khách hàng không đồng ý sẽ bỏ ngay. Mà nếu mà khách hàng mà đã nhận ra app rồi thì sẽ loại bỏ ngay từ đầu. Nếu mà khách hàng chưa biết thì sẽ đưa vào app, tận dụng mọi cơ hội và mọi khả năng để cho họ nếm trải cái lòng tham ạ. Rồi lúc đầu là cho ăn vài ba trăm ngàn cái tầm mời phải không, Dạ tầm mời vâng. chuyển tiền vô cái phán ta đàng hoàng phải không, Vâng. cái tầm mời cái tật bỏ cái ra nhiều phải không, Dạ vâng, đúng rồi ạ. bỏ cái ra nhiều cái bắt đầu đấy nó tăng nhiều rồi bây giờ phải đóng thuế phải không, có Dạ đóng vâng, thuế không, có. đóng thuế xong nó sai cú pháp cái đóng nữa nó là bị mạng kẹt, đóng nữa nó là sai số tài khoản đủ thứ phải không, Dạ vâng, làm đủ đúng thứ rồi. được kia đó, nên mọi người làm ơn cảnh giác đừng vô, nên vô app tình yêu
chuyện hẹn hò này vô là cách nó yêu thương thì kia, nói chung là rất là nhiều. Muốn cách nó thương là đến đội hiệp sĩ Minh Hải sẽ kết nối giúp cho, ở đây làm miễn phí, giúp miễn phí 100%, không có lấy nhận tiền hoài hết, nói cho mọi người biết. Bây giờ cái ngày nào cũng tôi ước ao gì ngày nào người dân được cái điện, anh Hải ơi em bị lừa bán qua Campuchia, em bị lừa bán qua Trung Quốc, lừa bán qua Malaysia, đủ thứ, Lào thì Myanmar rất là nhiều, nên mọi người đừng cứ cảnh giác, đừng có nên lên mạng thì làm nói riết. Bà con hãy lên trang hiệp sĩ Minh Hải mạng, kênh hiệp sĩ Minh Hải để coi, để xem, cảnh giác cái gì trên mạng sao là lừa đảo. Vừa qua rồi đêm hôm ngủ không được, mấy cái bà mà có chồng mà bỏ chồng rồi ly dị chồng, nói chung là rất là nhiều, cứ bị dính bảy cái app tình yêu nè, cứ vô app tình yêu cứ bị dính bảy mẹ đơn thân này kia, rồi vô rồi xong rồi bị lừa. Nó nói muốn gặp cái nhân vật đó là phải đóng tiền vô, phải đóng trước lần 500.000 hay triệu vậy đó, đóng xong cái nó quay xưởng, quay cái nó cho cả chúng nó, giờ phải đóng thế, làm đủ thứ trò hết đó. Rồi giờ đủ thứ chuyện ở trên đời, cái gì trên mạng sao là lừa đảo, mọi người đã, mọi người đã lừa, bị lừa đảo rồi còn vụ nữa, nó là con bị lừa 900 triệu, giờ cái con vô cái trang nào đó là để lấy tiền cho, vô để lấy tiền ra, nhưng vô nó lừa đảo nữa, vô bị lừa nữa đó, đóng tiền lừa nữa. Nói chung là mọi người ơi, tôi thấy cái gì trên mạng sao là lừa đảo, cái gì trên mạng là không có thật. Cho bà con, bà con muốn nhờ ai thì bà con đến nhà người ta, biết nhà biết cửa ha, biết nhà cửa ta nhờ, mà biết nhà cửa còn bị lừa nữa, hiểu không? Thắng đủ hết chuyện, đủ trò, bạn bè người thân cũng lừa mình chứ không ai lừa mình hết đó. Nên về mọi người làm ơn, cái gì cái mình thấy cái khả năng của mình làm được, làm được, không làm được thôi. Có nhiều người, nhiều bạn đại học ở đây lương tháng 80 triệu cũng phải làm, còn ở bên kia nói tháng mười mấy 20 triệu rồi, mấy ngàn đô rồi kia, nghe qua bển qua đó là thôi, qua bển là không có đường về, nó hẳn đi qua bển không có đường về, 100% năm hợp đồng mình năm, nhưng đến năm nó bán một chỗ khác nữa đó, không có về đó. Nên mọi người hãy cảnh giác cái đời này, biết là tôi cũng mệt mỏi ngày đêm mình ngủ từ 3-4 tiếng hồ đó. Nên mọi người thấy không, rất là đau khổ lắm. Bây giờ con lừa được bao nhiêu người rồi, con lừa được bao nhiêu người rồi? Không, ý như là con bị nó ép lừa bao nhiêu người Việt Nam rồi? Dạ. Bị bọn Trung Quốc nó lừa, nó ép con lừa bao nhiêu người Việt Nam? Bao nhiêu tiền thôi? Bao nhiêu tiền nữa? Bao nhiêu tiền thì khoảng tầm 20. Tầm có mấy hai triệu hả? Vâng. Vậy là ít rồi. Đó. Vì con thương á. Mỗi khi loại được người con vui trong lòng. Đúng rồi. Con đi hay, nếu mà con là người không có vô cảm, nhiều người họ vô cảm mà nó cũng lừa người Việt Nam mình rất là nhiều. Đó, nên thấy con là gì là được nè. Thì mình vô qua bển thấy rất là nhiều người Nam, dù biết bao nhiêu người mà nói bên đó nó nhốt nhiều lắm, người Nam mình cứ không đi, không cứ vô qua đến qua bển, cứ qua bển làm gì nè, Việt Nam mình giàu hơn Campuchia, qua bển làm gì, rất là đau khổ. Cái điện thoại của mình sẽ bị nghe lén. À không. Tất cả các cuộc gọi đều được sao? Cái nghe lén á, cái ứng dụng nghe lén á. Tại vì họ gắn vô hả? Họ đưa cho mình cái điện thoại không? Tức là cái điện thoại cá nhân của mình họ bắt cho mở mật khẩu để họ cài cái ứng dụng đó. Cái ứng dụng đó như là một cái ứng dụng như bình thường trong điện thoại mình, và mình sẽ không phát hiện ra nếu mà ai không để ý. Đó. Và mọi người nói chuyện với lại người nhà đều rất cẩn thận nha. Nếu mà nó gặp bậy rồi nó đánh phần. Nếu mà tiết lộ vị trí này hoặc là báo công an gì đó thì sẽ bị đánh. Dạ, hoặc là bị bán sang nước khác. Nhưng mà bây giờ có thấy hối hận chưa? Có. Hối hận lắm không? Vâng. Con qua được bao nhiêu ngày rồi? Mới qua được hơn 20 ngày. Ủa, 20 ngày qua. Con đi sống sinh ba mẹ. Dạ. Bởi vì lúc đấy thì con cũng chỉ nghĩ là mình làm ở trong đây thôi, cũng không có gì à. Dạ. Làm đây không có gì vậy đó, qua bệnh theo. Qua bệnh con thấy có mấy bạn trai bị đánh không? Có, các bạn trai thì bị đánh, còn các bạn nữ thì bị dọa. Bị dọa không? Dạ. Các bạn trai đánh bằng cái gì? Dạ, dùng vũ lực ạ. Vũ lực hả? Dạ vâng. Mà người Việt Nam mà đánh người Việt Nam hay sao? Chủ quản. Chủ quản là người Trung Quốc đánh hả? Dạ. Tức là ra lệnh. Ra lệnh hả? Dạ. Ác quá. Campuchia cũng có mà. Người Campuchia đánh người Việt Nam mình hay sao? Dạ vâng, đúng rồi, cũng có mà người Việt Nam mình đánh cũng có. Ờ. Thiệt ác quá hả? Dạ. Mà thường mấy người Việt Nam mình qua làm quản lý, mấy người đó là dân ở ngoài miền ngoài, dân là bị truy nã thì kia mới làm đó thôi.
mấy người bị truy nã bị công an em tìm á, là mới qua bên chốt và đây làm rất là nhiều. Mà người Nam mình đánh mấy anh đi là người người quê miền Bắc hay là đâu? Dạ cũng có khắp cả nước. Khắp cả nước hả? Dạ. Bây giờ chỗ con thấy người Nam nhở nhiều không? Dạ cũng nhiều, khoảng nghìn người cơ. Nghìn người hả? Dạ. Ở một cái công ty rồi mà 1.000 người Việt Nam bị nhốt đó. Ghê. Ừ. Rất là đau khổ. Nói chung là nói với chị em Việt Kiều nè, hồi lâu như Việt Kiều nhất, Việt Kiều người Việt Nam mình á, rồi Kiều Mỹ, Kiều Pháp, Úc thì rất là nhiều, ta bà biết mới giống nhiều lắm rồi. Nói chung là mọi người hãy cảnh giác vấn đề này, cái gì trên mạng ai mà dụ mình trên mạng cách thấy thương thì kia đừng có nên nghe lời là cày mắt tật mang. Hẳn mọi người nghe vậy để mọi người tránh né những cái câu chuyện cảnh giác đây thôi, không nên xin làm trên mạng. Em muốn xin làm đến ngay chỗ công ty để sử dụng lao động quá chừng đó. Đó thì xin làm chứ bây giờ việc làm vừa qua bánh là khổ không? Qua bánh cho nó ăn một ngày nó tính nhiêu tiền? Dạ, cái này thì họ cho mình ăn đủ 3 bữa nhưng mà mình phải cống hiến sức lao động. Trời, một ngày cho nghĩa là ngày ngày nó làm hai mấy ký không? Mười mấy ký không? Dạ, ngày làm 16 rồi. 16 7 ký. Đó, rất là đau mọi người. Đó, ăn ngủ không được đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ con có nói lời nói cho mọi người cảnh giác. Nói cho mọi người như con bị lừa vừa cảnh giác để lừa như con nữa, nói đi mà không nên xin lập trên mạng gì, nói đi, đừng mê việc lương cao của nó đi. Dạ, mọi người hãy cảnh giác và cũng đừng nghe người thân nói là sang bên này làm được lương cao. Ừ. Và cái phí sinh hoạt ở bên Việt Nam ý, nó rất là rẻ, còn bên kia thì nếu mà tính ra nó sẽ cân bằng lại với lại cái giá trị mọi người kiếm được, cho nên là tốt nhất mọi người hãy ở Việt Nam làm việc và sinh sống. Mọi người được pháp luật Việt Nam bảo vệ và được ở gần với gia đình mình. Cũng đừng nghe ai cả tìm việc làm trên mạng. Nói chung là tìm ở đâu cũng vậy, cũng phải cần uy tín. Và cái cơ quan làm việc của mình phải có địa chỉ rõ ràng, mọi người hãy làm. Và em cũng đây là một bài học rất là đắt giá cho em. Đó, mọi người hãy chia sẻ ha. Bây giờ mà ai mà đi xin làm trên mạng mà nó đón lỡ bến xe miền Tây nè, bến xe Sương nè, rồi nói chung là các bến xe đó mà đi xe 4 chỗ ngồi hoặc 7 chỗ ngồi là con bị lừa. Bữa con đi mấy người xe? Dạ, con đi 4-5 người. 4 người bị lừa đó, 4 người bị lừa hết đó. Nên mọi người cảnh giác mà đi làm mà xin việc làm mà đưa đi lại xe để xe đưa đón mình là biết là nó lừa mình đeo qua Campuchia. Đi làm dù không ai mà tốt mình á, đưa đón xe 7 chỗ, xe 5 chỗ để đón mình là mình hiểu rồi. Đó thì bây giờ rất là tàn nhẫn thì. Còn Trung Quốc rất là tàn nhẫn. Mọi người hãy chia sẻ và cảnh giác vấn đề này ha. Hiện nay là đau lắm thiệt, đau lòng lắm mọi người. Một lần nữa bà con phải cảnh giác và đăng ký kênh thì chuyển hãy tôi xem để cảnh giác không nên xin lập trên mạng. Ước gì ngày nào mà người dân được điện thoại cầu cứu thì chuyển hãy là tôi rất là vui rồi. Nói chung là tôi còn công việc gia đình rất là nhiều, giờ tôi phải ở đây để giúp người dân. Tôi đang ở bên Mỹ mà tôi phải về cứu dân chứ tôi qua bển rồi đâu có ở đây đâu. Nên mọi người hãy chia sẻ mạnh lên, cộng đồng mạng phải giúp cho tôi một tay để chia sẻ lên để cái clip này để cho mọi người đừng có bị mắc lừa nữa, mắc bẫy qua câu chia rồi hành hạ đánh rồi chích điện rồi điện này kia rất là nhiều. Một lần nữa thì chung là cảm ơn mọi người hãy liên lạc với đoàn Duyên Hải. Muốn cầu cứu con Campuchia thì đến đây liên lạc đoàn Duyên Hải là cứu miễn phí, không có cần bạc hết á, chứ đừng có nghe là trên mạng là chỉ cần mắc tiền mình nhờ ai là biết nhà cửa ta ha. Lên mạng chỉ cần là mắc tiền luôn ha. Đó có nói gì thôi, muốn nhờ ai là đến gặp trực tiếp, không có mà tự chỉ tiền. Nhiều người họ chuyển mắc hôm qua cả điện này, người mắc 6 triệu, người mắc 7 triệu, người mắc cả 100 triệu, rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người.